Suối Giàng thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương có điều kiện khí hậu khá đặc biệt của Việt Nam. Thủy thổ và con người ở đây đã làm nên một sản phẩm nổi danh cùng với một cảnh quan độc đáo. Không biết từ bao giờ, cây chè đã đến, bén rễ, trưởng thành, rồi trở thành cây chè cổ thụ trên sườn núi cao. Rừng chè cổ thụ có tới hàng ngàn cây với tuổi đời hơn 300 tuổi. Những gốc xù xì, trắng mốc, mọc treo leo thoát ẩn thoát hiện trong sương núi, trong bồng bềnh mây trôi, với những tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi, cùng lời hát trao tình của những chàng trai cô gái Mông. Nằm trên độ cao gần 1.400 mét so với mực nước biển, Suối Giàng là một trong những điểm đến hấp dẫn của những ai yêu chè và ưa khám phá. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng một khí hậu mát mẻ quanh năm, tựa như một Sapa hay Đà Lạt thu nhỏ. Vòng quanh các vách đá kỳ thú, các tràng rừng nguyên sinh, 12 cây số đường mới mở sẽ đưa du khách đến trung tâm của Suối Giàng. Ngước mắt lên nhìn sườn núi, nền lá chè xanh ngắt được chấm thêm những điểm màu tươi rói từ trang phục của những cô gái chàng trai Mông trong sương mờ răng răng, càng thêm độ huyền ảo mà sinh động của vườn chè cổ thụ. Du khách đến đây không chỉ được phiêu du dưới tán rừng nguyên sinh với phong cảnh kỳ thú, mà còn có thể cùng hái chè, sao chè, rồi uống chè với những cô gái Mông mến khách. Tự mình trèo lên những cây chè cổ thụ, hái những búp chè xanh non, tự pha và nếm hương vị tươi của loại chè san có 102. Du khách không chỉ được thưởng thức một loại đồ uống độc đáo, mà còn được hòa vào không gian văn hóa, lối sống của bản Mông còn tinh khiết, hoang sơ. Nơi đây, cây chè không chỉ là nguồn sống mà nó gắn chặt với đời sống văn hóa của hơn 350 hộ người Mông bản địa, với những tập quán và phong tục rất riêng chỉ có tại Suối Giàng. Từng thế hệ, họ gửi gắm trong những cây chè san cổ thụ niềm ước mơ có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Và dưới tán chè cổ thụ, chúng ta sẽ được nghe câu chuyện huyền thoại về nguồn gốc của chè san tuyết cổ thụ ngày nay đã được truyền lại từ bao đời của người Mông nơi đây. Chuyện rằng, đã từ lâu lắm, nơi đây còn là vùng núi hoang sơ, quanh năm mây mù bao phủ. Và một buổi sáng, bỗng có một cô tiên từ phương Bắc bay xuống và gieo một loại hạt xuống đất Suối Giàng. Chẳng bao lâu, những hạt ấy nảy mầm và mọc thành cây xanh tốt, tán cây càng lớn càng rộng, lá cây to bằng nửa bàn tay, xanh ngăn ngắt, búp cây ngậm xương trắng như tuyết. Khi ấy có một nhóm người Mông di cư đến đây do loạn lạc, đường xa, thiếu cái ăn thức uống, lại bị bệnh sốt rét hoành hành. Họ hái lá cây, ăn thấy tỉnh táo, đun lá với nước suối uống, thấy người hết sốt và khỏe khoắn lạ thường. Cho là có trời cứu giúp, nên cả đoàn người quyết định ở lại đây với loài cây lạ và đặt tên nơi này là Suối Giàng, tức suối của trời. Sau lễ cúng buổi sớm cảm tạ trời đất và các thần linh, cầu mong cho một vụ mùa thu hoạch mới no ấm đủ đầy, ông Vàng A Tùng và các con cháu lại bắt đầu một ngày quen thuộc lên núi hái chè. Công việc ấy bao đời nay không chỉ gia đình ông Tùng mà hầu hết các gia đình người Mông khác ở bản Pang Cáng, Suối Giàng đều làm. Xuyên qua những tán chè tuyết san cổ thụ, bạn sẽ còn được nghe nhiều câu chuyện khác của đồng bào người Mông. Những câu chuyện vừa hư vừa thực, chuyện kể về sự tích cây chè san Suối Giàng, về cuộc sống của người Mông dưới gốc tuyết san cổ thụ, chuyện cây chè san Suối Giàng xóa đói giảm nghèo, và hàng trăm câu chuyện thú vị khác dưới gốc cây chè san. Ông Tùng kể lại, từ lâu lắm khi ông còn bé, đã được nghe ông bà truyền lại rằng những cây chè tuyết cổ thụ ấy ở Suối Giàng đã sống qua 3-4 đời người. Dưới tán lá xanh rợp của cây chè, biết bao con trai con gái người Mông nên duyên chồng vợ. Hương chè thơm ngát, nước chè vàng óng màu mật ong rừng tập lăng, trong vị chè đậm đà như chính cái tính cách của người Mông, thật thà,
và chất phác. Hàng trăm năm trôi qua, không cần chăm bón, cứ thế mỗi năm 3-4 lần, cây chè lại ra những đợt búp non. Những tán chè rung rinh trong gió núi như mách bảo thần linh đã thấu lời khẩn cầu của ông Tùng, gia đình ông và đồng bào Mông nơi đây sẽ có những vụ chè bội thu để cuộc sống ngày càng thêm no ấm. Bên những tán chè cổ thụ, nhìn cảnh gia đình ông Vàng A Tùng say sưa lao động, trẻ con vui đùa, người lớn thì đưa đôi tay thoăn thoắt ngắt những búp chè xanh nõn, lòng khách phương xa không khỏi xốn sang. Suối Giàng cảnh đã đẹp mà người sống cũng rất tình, thấm đẫm một nền văn hóa gắn bó với cây chè cổ thụ từ đời này qua đời khác. Đến Suối Giàng, ghé qua bản Pang Cáng mới thấy người Mông bản địa dẫu chưa có cuộc sống đủ đầy, nhưng họ lại có đời sống tâm hồn thật sự giàu có. Nét quyến rũ của Suối Giàng giờ không chỉ nằm trong cái lãng mạn của những rừng chè cổ thụ, của cánh rừng già tập lăng ẩn chứa bao điều bí ẩn, mà còn ở chính những sắc màu văn hóa của đồng bào Mông được lưu giữ và truyền qua bao thế hệ. Nước khe chè núi, dân gian đã nói như vậy. Cho nên, trong những chén chè tuyết san dậy hương do chính người Mông chăm hái, sao sấy và pha bằng nước tinh khiết của những con suối đầu nguồn, luôn toát lên những nét đẹp tinh khôi từ hồn người, hồn của núi rừng Hoàng Liên Sơn kỳ vĩ. Cái hương vị ấy thấm đẫm trong từng nét cảm, nét nghĩ, thấm đẫm trong cái tình của người Mông với cây chè, với khách thập phương. Chiều hôm đó, ông Tùng ra mẻ chè mà ban sáng cả nhà vừa hái được. Thật may mắn vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được xem người Mông sao chè bằng tay. Ở bản Pang Cáng giờ cũng chỉ còn một vài hộ gia đình giữ lại bếp sao chè thủ công bằng những chiếc chảo gang truyền từ đời nọ sang đời kia như nhà ông Tùng. Chè được hái, được sao bằng kinh nghiệm và bàn tay khéo léo của người Mông. Búp chè san màu trắng xám bọc một lớp phấn trắng mờ như tuyết nên được gọi là chè san tuyết. Mùa đông ở Suối Giàng thường chẳng thấy mặt trời, còn buổi sáng mùa hè búp chè ngậm sương hái vẫn lạnh buốt tay. Chè hái về rồi vẫn phải chọn kỹ lại những búp chè không bị sâu, không quá già, sau đó mới sao trong chảo gang. Củi dùng sao chè phải thật khô, cháy đượm. Lửa sao chè phải giữ liu riu thật đều, nhưng vẫn phải luôn hơ tay trần trên chảo để biết cữ nóng của chè. Sao rồi, phải vò chè bằng tay thật khéo, sao cho những búp chè săn lại, phủ phấn tuyết trắng, cuộn hương tinh khiết thanh cao của mây gió núi ngàn vào trong. Đã bao đời nay, bên bếp lửa, người Pang Cáng đã giữ nếp nhà, đã truyền lại cho con cháu mình cái gốc của người Mông như thế nào. Từ ngọn lửa truyền hơi ấm, ngọn lửa giữ niềm tin, ngọn lửa bảo lưu các giá trị văn hóa riêng độc đáo của dân tộc mình. Sao chè san tuyết là bí quyết của người Mông ở Suối Giàng, chẳng dễ gì mà học được. Vào vụ, cả bản Mông thơm ngào ngạt, vị chè chan chát đặc quánh, tưởng như có thể sắt ra mà nếm trên đầu lưỡi, quyến rũ lan tỏa trong không gian, nồng nàn đến mức có cảm giác chẳng uống mà cũng thấy say say. Trong cái không gian ấy, chúng tôi không chỉ cảm nhận được sự hiếu khách của ông Tùng, mà nhận ra trong cái hương chè ngào ngạt ấy, nó thấm đẫm cả một nền văn hóa và những giá trị tinh thần to lớn mà cây chè cổ thụ đã mang đến trong đời sống của các gia đình người Mông nơi đây. Chè Suối Giàng quả là món quà của trời đất đánh rơi, thế nên cũng thật dễ hiểu khi ai đó đã một lần uống chè san Suối Giàng thì nhớ mãi không quên. Nhưng với những người có tâm với Suối Giàng, càng yêu càng quý thì càng trăn trở làm sao để có thể bảo tồn được cây chè san bản địa ở Suối Giàng và nâng sản phẩm lên thành thương hiệu quốc tế, đưa cây chè góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào. Được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Yên Bái cùng với những nỗi trăn trở ấy, anh Huy, giám đốc công ty chè Đức Thiện, đã tiếp nhận củng cố cơ sở vật chất của nhà máy chè Suối Giàng. Đây là nơi chuyên thu mua và chế biến chè san Suối Giàng của đồng bào Mông ngay tại địa phương. Với cái tâm từ đáy lòng
và dây chuyền công nghệ hiện đại, công ty Đức Thiện luôn đảm bảo cho chè San Suối Giàng giữ được chất lượng cao nhất, tinh khiết nhất khi đưa ra thị trường. Bà con thu hái chè tươi đến đâu, chè được sơ chế và chế biến ngay tại chỗ đến đó. Có như vậy, sản phẩm chè Suối Giàng mới giữ được hương vị nguyên sơ của mình. Bản thân mỗi người đến Suối Giàng đều thưởng thức mỗi chén chè thì cũng cảm nhận được những cái nét đặc trưng riêng của cái chè Việt Nam. Chính vì thế mà có những cái câu slogan của công ty rất là tâm đắc là hương vị di sản trà Việt. Bảo tồn và thực hiện cái dự án phát triển bền vững cái chè Suối Giàng thì bà con nông dân đã nhìn thấy những cái lợi của từ cây chè Suối Giàng đem lại, và đồng thời bà con cũng đã được hướng dẫn chỉ đạo từ các cấp chính quyền địa phương cũng như sự hỗ trợ từ phía công ty là thực hiện làm sao hái đúng quy cách phẩm chất và bảo tồn cây chè, không để mối mọt là một, thứ hai nữa là không dùng bất kỳ một cái loại hóa chất thuốc bảo vệ thực vật nào. Thì chính vì thế mà cây chè Suối Giàng đã được coi như một cái sản phẩm rất là tinh túy của Đức Trần đem lại. Chè San Tuyết Suối Giàng được giới chuyên môn không chỉ của thế giới mà các nhà nghiên cứu chè của Việt Nam cũng rất lấy làm tự hào về nguồn gốc cũng như chất lượng của thứ chè đặc biệt này. Nói về chất lượng chè đây thì có thể nói là khó có một cái chè ở vùng nào có thể so sánh được. Ở đây hoàn toàn là không sử dụng bất kỳ một cái thuốc bảo vệ thực vật nào, và có thể nói là hoàn toàn là hữu cơ, tự nhiên hoàn toàn. Và nó có một cái hương vị rất là đặc biệt, bởi vì trên cái vùng núi rất là cao và cái thiên nhiên ưu đãi cho nó một cái hương vị rất là đặc biệt. Nó khác hẳn với những cái vùng chè mà trồng ở dưới vùng thấp. Có rất nhiều chuyện để tản mạn cùng vùng đất quyến rũ Suối Giàng. Dòng suối trời của Thượng Đế đánh rơi này cứ trôi giữa rừng già, sương mù màu xanh lá rừng và dài tới nơi vòi voi của con đại bàng núi. Nhưng chuyến đi nào rồi cũng phải kết thúc. Câu chuyện nào cũng cần một cái kết để còn mở ra những câu chuyện khác. Chúng tôi chia tay gia đình ông Tùng, chia tay Pang Cáng, tạm biệt Suối Giàng mà lòng đầy lưu luyến. Hồn về Pang Cáng chẳng về xuôi, bởi như vẫn còn đâu đây hương vị của chè San nghèn nghẹn, ngọt bùi nơi cổ họng. Và vẫn còn đâu đây hương nhựa chè chan chát như đang cùng được bà con người Mông đi hái chè San. Cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi kia rồi có thể cũng sẽ mất đi, vì đó là quy luật sinh tồn. Cây chè San tuyết mới sẽ lại mọc lên thay thế. Nhưng những giá trị văn hóa gắn với cây chè của đồng bào Mông Suối Giàng thì không thể mất, và nó cần được lưu giữ, truyền bá cho các thế hệ người Mông tiếp nối. Bảo tồn cây chè cổ Suối Giàng cũng chính là bảo tồn những giá trị văn hóa ấy. Đó là sự phát triển bền vững mà không đánh mất bản sắc văn hóa. Đó là vốn để phát triển tương lai của cây chè cổ thụ, của thương hiệu chè San Tuyết Suối Giàng, Văn Chấn. Tạm biệt Suối Giàng, xe chúng tôi lại đổ đèo về Nghĩa Lộ, mà hương chè cứ vương vấn mãi với những nghĩ suy. Nhất định sẽ có ngày chúng tôi trở lại để uống chè cổ thụ và ngắm cô gái Mông hái chè, nghe chàng trai Mông thổi kèn gọi bạn, và để thấy Suối Giàng ở một vị thế mới với niềm tự hào khôn xiết, hương vị di sản trà Việt.